Aquasalin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ 25 phút ngày thứ Bảy và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau trong chương trình Sống Vui. Quý vị và các bạn thân mến, những vấn đề ở vùng nách như là hôi nách hay da mồ hôi nách là mối bận tâm của rất nhiều người. Thậm chí có những tình huống dở khóc dở cười khi mà có mùi hôi ở nách hay là vùng nách bị ướt sũng. Vậy thì điểm mặt 5 vấn đề hay thường gặp ở vùng nách là gì và đâu là biện pháp để có thể điều trị tối ưu những vấn đề này? Ngay trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi qua sự tư vấn của bác sĩ Vũ Văn Lực. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả, xin chào chị Hương Quỳnh. Vâng, và trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của chương trình thì xin mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Hôi nách, mồ hôi nách quá nhiều, ố vàng nách áo, thâm nách, khô da, mụn viêm lỗ chân lông. Đây là 5 vấn đề thường gặp điển hình ở những người bị tăng tiết mồ hôi vùng nách và nách có mùi. Mặc dù không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng những vấn đề này khiến cho người bệnh cảm thấy thiếu tự tin, dẫn đến stress và ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống. Mình năm nay 27 tuổi, mình bị hôi nách từ khi dậy thì. Đặc biệt là sau khi sinh em bé xong thì cơ thể mình thay đổi rõ rệt, đặc biệt là vùng nách ra mồ hôi nó nhiều hơn và nó nặng mùi hơn nữa. Mình đã sử dụng rất là nhiều loại lăn khử mùi, lăn nách khác nhau rồi nhưng mà không có hiệu quả. Thậm chí là có những cái thời gian mà nách áo mình bị ố vàng, vùng nách thì thâm sạm và rất là sần sùi. Mình thực sự rất là stress về cái vấn đề này và cũng chưa tìm được cái phương pháp nào để có thể giải quyết được vấn đề. Có nhiều phương pháp để khắc phục 5 vấn đề vùng nách hay gặp. Tuy nhiên, nếu lựa chọn không đúng cách hoặc sử dụng sai sản phẩm, càng khiến cho những vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, người bệnh cần lựa chọn được đúng phương pháp cũng như sử dụng đúng sản phẩm. Theo các chuyên gia, sử dụng lăn khử mùi, không cồn có tác dụng kép cho hiệu quả kéo dài đến vài ngày, tức là vừa ngăn tiết mồ hôi nách, vừa khử được mồ hôi khó chịu sẽ giúp khắc phục hiệu quả các vấn đề vùng nách một cách hiệu quả. Vâng, thưa chuyên gia, qua đoạn clip vừa rồi thì có thể thấy có 5 vấn đề mà vùng nách rất hay gặp phải. Đầu tiên là bị hôi nách, sau đó là da mùi hôi nách nhiều, rồi ố vàng nách áo, thâm nách, khô da, cũng như là mụn viêm lỗ chân lông. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến 5 vấn đề này và chúng ta cần phải điều trị đúng 5 vấn đề này, nếu không thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả gì ạ? Có rất nhiều nguyên nhân mà để nó dẫn đến 5 cái vấn đề của vùng nách như chúng ta vừa theo dõi. Thì đầu tiên tôi phải nói đến là cái nguyên nhân gây hôi nách. Thì nó có cái nguyên nhân trực tiếp phải nói đến đó là do cái mồ hôi ở vùng nách. Cái vùng nách thì nó tập trung rất là nhiều các tuyến mồ hôi, người ta gọi là tuyến mồ hôi apocrine. Cái tuyến này nó liên quan đến nội tiết cho nên còn gọi là tuyến mồ hôi nội tiết. Và khi mà cái tuyến mồ hôi apocrine này nó tiết ra các cái thành phần chủ yếu là các cái axit béo, thì khi vi khuẩn nó ký sinh ở vùng nách, nó chuyển hóa các axit béo này thành cái sản phẩm gây mùi. Thì đây là cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái mùi hôi ở vùng nách. Thế còn khi mà mồ hôi tiết ra ấy, thì nó lại là vấn đề sinh lý. Tức là cái gì? Có nghĩa là nó được kiểm soát bởi thần kinh giao cảm. Khi chúng ta bị sốt này, hay là chúng ta hoạt động thể lực này, hay thời tiết nắng nóng thì mồ hôi nó vã ra. Khi mồ hôi nó bài tiết ra thì nó ứ động lại vùng nách và nó bám vào áo thì lâu ngày sẽ gây ra tình trạng là ố vàng áo. Thế ngoài ra, một cái vấn đề, một cái nguyên nhân nữa cũng rất hay gặp đó là do chúng ta sử dụng những cái phương pháp để khắc phục cái chứng hôi nách này, hay là sử dụng các cái xịt này, hay là lăn nách nó không phù hợp thì nó cũng gây ra vấn đề vùng nách. Tôi ví dụ như là chúng ta sử dụng cái lăn nách mà nó có hương liệu này, rồi chứa cồn này, rồi chứa hóa chất này, những hương liệu thì nó có thể át được cái mùi hôi, thế nhưng mà nó có thể được hòa quyện vào cái mùi hôi vùng nách, nó tạo ra cái mùi nó rất là khó chịu. Do những cái sản phẩm mà chứa hương liệu thì nó thường có cồn này, rồi hóa chất này, cho nên nó có thể gây ra tình trạng là thâm vùng nách này, thế rồi thậm chí loét này, hay là nó khô da vùng nách. Nếu chúng ta không điều trị sớm cũng như không khắc phục những cái tình trạng này thì không những chúng ta không khắc phục được chứng hôi nách mà có thể làm cho cái tình trạng ở vùng nách nó bị tổn thương nặng hơn, như có thể để lại sẹo xấu này, có thể viêm loét kéo dài, nó gây ra những cái vấn đề về nhiễm trùng rất là nguy hiểm. Vậy thì đâu sẽ là cái phương pháp để có thể khắc phục được tất cả những cái vấn đề trên và để lại hiệu quả cao ạ? Để khắc phục được những cái vấn đề vùng nách chúng ta vừa theo dõi thì thứ nhất, chúng ta phải lựa chọn cái phương pháp để khắc phục cái chứng hôi nách một cách phù hợp. Thế thì lựa chọn phương pháp như thế nào cho nó phù hợp thì chúng ta biết rằng là có rất nhiều các cái phương pháp để khắc phục chứng hôi nách.
chẳng hạn như là cái phương pháp dân gian hay là dùng cái lăn hoặc là xịt khử mùi, hoặc là dùng cái phương pháp là phẫu thuật hay là thủ thuật để diệt cái tuyến mồ hôi ở vùng nách. Tuy nhiên ý, thì tất cả phương pháp này nó đều có ưu nhược điểm riêng và chúng ta phải lựa chọn cái phương pháp phù hợp, và cái phương pháp mà tôi cho rằng là ưu việt hơn cả và phù hợp với mọi đối tượng đó, chúng ta sử dụng cái lăn nách mà nó vừa có tác dụng là ngăn tiết mồ hôi và khử mùi vùng nách. Thường ngoài sử dụng cái phương pháp mà lăn nách để khắc phục cái chứng hôi nách ra thì chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm nó phù hợp cũng là rất là quan trọng. Chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm mà nó thứ nhất là nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng này, có được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên và không gây kích ứng da, không gây ố vàng áo này, và không chứa cồn này, không chứa hương liệu này, và thời gian tác dụng kéo dài. Đấy là những cái phương pháp cũng như là lựa chọn cái sản phẩm để chúng ta khắc phục được triệt để các cái vấn đề của vùng nách. Vâng, vừa rồi thì chuyên gia cũng đã nhắc đến sản phẩm lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Vậy thì cái sản phẩm này nó có khác biệt gì so với những sản phẩm có mặt trên thị trường, và chuyên gia có thể tư vấn cho quý vị khán thính giả cái cách sử dụng hiệu quả? Thứ nhất, đây là một sản phẩm có nguồn gốc từ châu Âu, và cái sản phẩm này thì các nguyên liệu được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên và được trồng theo phương pháp hữu cơ và được Bộ Y tế Việt Nam mình cấp phép lưu hành cái sản phẩm. Cái thứ hai, cái sản phẩm này như tôi đã nói là được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên, cho nên là cái sản phẩm của nó là không chứa cồn này, không chứa hóa chất này, và không mùi này. Cho nên nó rất là an toàn, có thể sử dụng cho mọi đối tượng, kể cả phụ nữ mang thai và sau sinh, hay kể cả những trẻ, những em mà những bạn trẻ mà mới bước vào tuổi dậy thì, hay là những người mà có làn da dễ kích ứng cũng thể sử dụng được. Một cái điểm nữa, thời gian tác dụng rất là kéo dài, có thể kéo dài đến 72 giờ. Cho nên chúng ta chỉ cần dùng một lần một ngày thôi, thậm chí những người mà nhẹ chúng ta chỉ cần dùng 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi. Và một cái nữa là cái thấm hút rất là nhanh. Chúng ta chỉ lăn chỉ khoảng 30 giây nó đã thấm hút rồi. Cho nên là nó không gây ố vàng áo, không gây lắng động ở trên da. Đấy là những cái rất là ưu điểm khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường. Có một cái ưu điểm nữa, đó là nó có những cái sản phẩm mà chuyên biệt dành cho nam riêng, dành cho nữ riêng. Và cái lời khuyên là sử dụng là đúng nhất là chúng ta sử dụng vào buổi tối sau khi tắm xong và ta lau khô vùng nách rồi ta lăn lên. Tùy theo cái mức độ mà bị hôi nách nặng hay là nhẹ này, bị da mồ hôi nhiều hay là ít, mà ban đầu chúng ta sử dụng hàng ngày, tức là tối nay chúng ta lăn thì đến tối mai chúng ta lăn tiếp. Còn khi mà chúng ta đã kiểm soát được cái mùi hôi rồi, kiểm soát được vấn đề tiết mồ hôi rồi, thì chúng ta không cần lăn hàng ngày nữa, mà chúng ta chỉ cần lăn 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi. Thế còn đối với những người mà bị hôi nách nhẹ này, hoặc là da mồ hôi vừa phải này, thì chúng ta không cần phải lăn hàng ngày, mà chúng ta chỉ cần lăn 2 đến 3 lần mỗi tuần thôi. Có một số đối tượng ấy, mà chúng ta sử dụng mà nó chưa phát huy được hiệu quả ấy, thì chúng ta lưu ý là trước khi lăn ấy, thì chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ vùng nách bằng các biện pháp như là dùng chanh hay là cái sản phẩm mà có tác dụng là tẩy tế bào da chết ở vùng nách. Mà tốt nhất chúng ta nên thực hiện cái biện pháp là tẩy tế bào da chết vùng nách là mỗi tháng một lần thì sẽ huy được tối đa hiệu quả. Một số người mà mặc dù chưa gặp cái tình trạng hôi nách hay là chưa gặp cái vấn đề về tiết mồ hôi vùng nách thì chúng ta cũng có thể sử dụng để dự phòng cái vấn đề tiết mồ hôi, cũng dự phòng tình trạng ố vàng áo có thể xảy ra. Aquacelin lăn nách không mùi đến từ châu Âu giúp giảm tiết mồ hôi và khử mùi hôi nách kéo dài đến vài ngày. Với thành phần từ thiên nhiên và đặc tính không mùi không cồn, Aquacelin không gây thâm nách, không gây ố vàng nách áo. Lăn khử mùi Aquacelin gồm có 3 sản phẩm chuyên biệt cho từng giới tính và từng mức độ da mồ hôi, mùi hôi nách, nên sử dụng thường xuyên lâu dài để đạt hiệu quả tốt nhất. Sản phẩm phù hợp cho cả những người không gặp tình trạng da mồ hôi hay mùi hôi nách. Aquacelin lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay có thêm dung tích 20ml. Xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn vừa rồi. Chương trình Sống Vui ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Những thắc mắc quý vị có thể gọi về tổng đài 1800 558889 hoặc số máy 0896 509 509. Ngoài ra quý vị cũng có thể gửi câu hỏi qua hòm thư sốngkhoe@bacsitưvấn.vn hoặc truy cập vào website bacsitưvấn.vn. Một lần nữa Hương Quỳnh xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Lời khuyên chuyên gia: 5 cách nói không với 5 vấn đề vùng nách. 1. Chú ý vệ sinh cơ thể sạch sẽ hàng ngày, giúp giảm số lượng vi khuẩn có trên da. 2. Hạn chế ăn những thực phẩm gây mùi như tỏi, hành, cà ri. 3. Vào những ngày nắng nóng, nên mặc quần áo thoáng mát để giảm tăng tiết mồ hôi. 4. Lựa chọn lăn nách dược mỹ phẩm không mùi, không cồn cho hiệu quả kéo dài đã được kiểm chứng lâm sàng và có nguồn gốc xuất xứ, phân phối rõ ràng. 5. Kể cả những người không gặp phải tình trạng mồ hôi, mùi hôi nách vẫn nên sử dụng để giúp vùng nách khô thoáng. Aquacelin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu.